Kính chào quý vị khán thính giả. Mới đây, trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2022, lợi dụng chiêu bài dân hương về cội nguồn, giáo tỉnh Hà Nội kết hợp với giáo phận Hưng Hóa, nghiễm nhiên tổ chức cái gọi là Đại hội Giới Trẻ Hãy Đến Với Vùng Ngoại Biên để ca ngợi công lao cứu chuộc của Giê-xu ngay tại quảng trường trung tâm khu di tích Đền Hùng. Và như quý vị đã thấy, cộng đồng mạng đã lên án rất là mạnh mẽ về cái sự nhếch nhác của họ quảng cáo cho cái Đại hội Giới Trẻ. Họ để cái băng rôn ở trên cái cuốn thư Trung tâm Lễ hội Đền Hùng như thế này. Và nhiều người cũng đã phê bình về cái câu đối rất là sắc sược ở nơi trung tâm đó, tức là họ chỉ xem lời Chúa như là cái ngọn đèn cho dẫn đường cho họ đi đó. Thì họ gạt người ta là họ về dân hương cho vua Hùng, thì ai nghe người ta cũng cảm động. Thì vua Hùng là vua chung của tất cả mọi người, chúng ta không thể dành riêng cho ai, thì nghe như thế mà ai mà chẳng chấp thuận. Thế là họ gạt mọi người. Chúng ta hãy xem cái chương trình của họ, không có một tiếng nào nói đến vua Hùng. Không có một cái buổi lễ nào mà gọi là dâng hương cho vua Hùng. Vậy chúng tôi đi từ đầu chí cuối để cho quý vị thấy cái chương trình của họ là như thế nào. Và họ gạt chúng ta như thế nào. Họ gạt gẫm như thế nào. Thứ nhất là chương trình không có nói gì đến vua Hùng nhé. Thì trong cái chương trình đó là có cái chủ đề thuyết trình là đến với vùng ngoại biên. Và chúng tôi sẽ trình bày với quý vị ý nghĩa của những cái từ ngữ này, khẩu hiệu này là gì, do chính những cái lời của họ nói ra. Và đồng thời trong cái lúc mà chúng tôi để ý tới những cái hoạt động này đó, thì cộng đồng mạng cũng lên tiếng rất là bức xúc với lời lẽ của một con chiên như thế này. Con chiên đó, cái tên là Trang My, nó trả lời một cái người nào tên là Phương Thảo đó, nói Đền Hùng là nơi vua Hùng của trần gian, còn Thiên Chúa là đấng tạo hóa lên vũ trụ và con sinh muôn loài, trong đó có cả vua Hùng. Đấy, nó nghe là nó đem Thiên Chúa lên trên vua Hùng. Trời là ngai của người và đất là bệ chân cho ngài, mà có gì là không thể. Chùa chiền miếu là nơi mà những người trần gian thờ các ngẫu tượng do mình đặt ra, còn Thiên Chúa ngài là vua vũ trụ, là chủ địa cầu, làm chủ thời gian. Ngài là khởi đầu và là tận cùng, là vua trên các vua, là chúa trên các chúa. Xung quanh Ngài chỉ là các tà thần, đâu cũng là đất của Ngài. Vì Ngài tạo dựng nên mà, Thiên Chúa đi đến đâu, ma quỷ các thần khác đều phải kinh sợ. Con người Công giáo chúng tôi luôn hoan nghênh và lúc nào cũng mời gọi các anh em tín ngưỡng khác đến tham dự lễ và ăn mừng cùng chúng tôi. Như Noel hoặc lễ nào đó mà có chương trình diễn, chúng tôi cũng xin mời tham gia và nhường chỗ cho trước, nhưng phải là bài ca tụng Thiên Chúa, ăn mặc kín đáo, học điều hay. Đấy, thì nội cái message này là người ta lên tiếng rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi trở lại cái chương trình như quý vị nhìn thấy đấy. Từ đầu ngày thứ 6, 25 tây, chào đón và sắp xếp các đoàn giới trẻ của các giáo phận, đón tiếp các bạn bè, các giáo hạt của giáo phận, giới thiệu các giới trẻ, các giáo phận, tập trung ổn định chào mừng khởi động, rồi đón tiếp các đức giám mục, quý cha, quý tu sĩ, quý quan khách, rồi cung nghinh thánh giá giới trẻ. Như các bạn thấy sau này là họ cung nghinh cái thánh giá đấy, cái thánh giá đây đấy, họ cùng nghinh đấy.
Đó. Họ có đếm xỉa gì với vua Hùng đâu. Rồi, trở lại cái chương trình nhé. Thì nghi thức khai mạc đại hội rồi thuyết trình đề tài đến với vùng ngoại biên, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chỗ này. Rồi cơm chiều, rồi chương trình hoan ca, rồi diễn nguyện với chủ đề đến với vùng ngoại biên, tức là chỗ giống như là đóng kịch vậy. Rồi hướng dẫn nghi thức và chuẩn bị cung nghinh thánh thể. Đấy, cung nghinh và chầu thánh thể. Bản tin đầu ngày khởi động ngày mới, tức là sang ngày 26. Tổng vệ sinh trên toàn khu vực đại hội, rồi thuyết trình đề tài giáo hội hiệp hiệp hành, rồi hát, rồi rước đoàn lễ nghi và thánh lễ đồng tế. Nghi thức bế mạc, hạ cờ, trao thánh giá và cờ luân lưu cho giáo phận Bắc Ninh. Các đoàn giới trẻ nhận suất ăn trưa lên đường, phụng sự Chúa hân hoan. Đấy, thì trong này không có một cái tơ hào nào đến chữ vua Hùng hay là quốc tổ hay là gì gì cả. Thế mà họ gạt người ta, họ nói họ đến họ dâng hương cho vua Hùng. Đấy, quý vị kinh nghiệm chưa? Và hơn nữa, trong cái buổi lễ này đó, họ không nói ra, nhưng mà trong buổi lễ này là có một cái sự đón tiếp cái ông tổng giám mục mà gọi là đại diện của Đức Giáo Hoàng ở Tòa Thánh Vatican sang. Ông này có một cái phần thuyết trình rất là quan trọng trong cái buổi lễ này. Ông đó là tên là Marek Zaluski. Xin đọc sơ một cái cảm tưởng của một người người dân bình thường cảm thấy bị gạt gẫm, là cái status của một cái nick gọi là Hà Thu Ngô, thì cũng được một số người bạn trẻ chuyển ra đây. Anh ấy nói: hôm trước tôi đã có tút nói về chuyện đại hội giới trẻ Công giáo tỉnh Hà Nội tổ chức tại trung tâm lễ hội Đền Hùng, với quan điểm giáo dân Việt Nam cũng đều là con dân của vua Hùng, dù theo tín ngưỡng nào, tôn giáo nào đều có thể cúi đầu phủ phục trước tổ tông mà làm lễ. Vì lẽ đó tôi không phản đối chuyện này. Thế nhưng, đọc được tuýt của một giáo dân cuồng tín cho rằng Chúa là vua vũ trụ, còn trên cả vua Hùng, sinh ra vua Hùng, thì tôi cho rằng các bạn Công giáo nên nhìn nhận và tự chỉnh lại chính mình trước khi bị cộng đồng mạng chửi cho. Tôi vẫn nói tín ngưỡng là tự do, các bạn có thể tin Chúa. Nhưng nếu là quan điểm Chúa sinh ra cả vua Hùng thì đã lại xúc phạm tín ngưỡng thờ vua Hùng của cả triệu triệu người dân Việt Nam rồi. Với hơn 100 triệu người dân Việt Nam cả trong ngoài nước, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng cơ bản nhất, truyền thống và là cội nguồn của sự đoàn kết toàn dân tộc. Đã từ lâu, trong tâm thức người Việt Nam, vua Hùng được coi là biểu tượng, vị tổ dựng nước của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có vị trí quan trọng trong dân tộc. Các bạn là con dân của Việt Nam cần nhớ tổ nhớ tông của mình. Vì lý do đó, tôi mới không phản đối chuyện các bạn tổ chức tại trung tâm lễ hội Đền Hùng. Còn nếu các bạn chỉ biết Chúa, không xem vua Hùng ra gì, thì xin mời các bạn vui vẻ về tại các tòa giám mục mà làm lễ. Anh em chính quyền cũng nên lưu ý tốt với những người đáng tốt mà thôi. Đấy, đấy là cái sự bức xúc của một người bình thường mà không có biết rành về cái đạo này cho lắm, cho nên là bị họ gạt một cách dễ dàng. Còn chúng tôi là chúng tôi nghiên cứu cái đạo này lâu rồi, chúng tôi không có tin. Không có tin những cái lời họ nói. Rồi bây giờ đến cái phần mà chủ đề cái bài diễn thuyết đến với vùng ngoại biên có nghĩa là gì? Thì thật ra cái khẩu hiệu này nó đã có từ hồi năm 2021. Thì các bài của giáo phận Cần Thơ họ có đăng, họ cũng nói là nào là Chúa Giêsu đi về vùng ngoại biên, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến các vùng ngoại biên của thế giới. Ông trích cái lời của trong Kinh Thánh nói rằng ông Simon
và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Chúa Giêsu muốn đi đến nhiều nơi, vì vậy người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã xung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là kinh theo Thánh Mark chương 1 câu 36 đến 39. Rồi Galilê là vùng ngoại biên xa trung tâm Jerusalem. Galilê là khởi điểm Kitô giáo. Chính tại đây Chúa Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng tin mừng, chọn gọi các tông đồ, tuyên bố luật mới. Vậy thì tới đây chúng ta cũng đã biết cái vùng ngoại biên có nghĩa là gì. Tức là vùng ngoại, cái vùng dân ngoại là phải đi giảng đạo, làm cho mở mang nước Chúa, để cho nước cha được trị đến những nơi đó. Đấy, đó là ý nghĩa của cái khẩu hiệu mà đi ra các vùng ngoại biên là như thế đó. Thì theo cái giáo phận Cần Thơ thì họ nói là khi đi ra vùng ngoại biên đã trở thành câu nói quen thuộc của nhiều tín hữu kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập trong tông huấn niềm vui tin mừng. Ngài khuyến khích mọi người bước ra khỏi sự quen thuộc hàng ngày của mình để đi đến những nơi với những người xa lạ ở vùng ven, vùng ngoại biên. Hãy cùng với Chúa đi ra vùng ngoại biên. Đấy. Còn trong cái ngày lễ đại lễ cho giới trẻ ngày 25 và ngày 26 mới đây đó, thì họ nói về cái chủ đề vùng ngoại biên sát sao hơn. Họ nói như thế này ở trong cái bài tường thuật của đăng trong cái giáo hội Công giáo đó. Họ nói là chủ đề đại hội được chọn năm nay là hãy đến với vùng ngoại biên, chính là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống. Qua chủ đề này, người trẻ cần xác tín rằng Đức Kitô đang sống giữa chúng ta, cho chúng ta và vì chúng ta. Người cũng muốn chúng ta được sống cách viên mãn và làm cho sự sống ấy được lan tỏa. Ý thức được điều này, người trẻ được mời gọi đem sức sống của Chúa Kitô đến cho người khác. Hãy đến với vùng ngoại biên. Đây là cũng là theo cái lời của bên giáo hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội nhé. Hãy đến với vùng ngoại biên. Chúng ta đừng vội nghĩ những hạn từ ấy sẽ kéo chúng ta đi đến những nơi xa xôi về địa lý. Nhưng có khi biên cương ấy lại ngay cạnh mình. Vùng ngoại biên của ngày hôm nay đang được vây bủa bởi hàng rào thép gai của sự ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn. Con người không dám mở lòng mình ra, không dám bước ra khỏi lằn ranh của chính mình. Họ trói chặt mình trong những nỗi cô đơn, trống rỗng, buồn rầu, u uất. Tinh thần đại hội mong muốn đem lại một sức mạnh thiêng liêng, kéo bạn trẻ bước ra khỏi lằn ranh đang vây bủa bởi tiện nghi vật chất và hưởng thụ dễ dãi ấy. Đấy, đó là khẩu hiệu mà đi tới vùng ngoại biên đó là như thế đó. Bây giờ chúng tôi nói qua cái mục khác. Kinh Thánh Kitô giáo nói gì về các tôn giáo khác? Họ nói gì về những cái đền đài của những cái tôn giáo khác? Thì chúng tôi nói cái này để cho quý vị mà không biết gì về tôn giáo này đó, về cái tôn giáo Thiên Chúa giáo này đó, đừng có bao giờ bị gạt lần nữa, đừng có bị họ lừa phỉnh bằng những cái lời nói bề ngoài nữa. Mà quý vị cần phải hiểu trong kinh thánh của họ nói gì, trong tư tưởng của họ là có ý định gì, có mưu đồ gì, chúng ta phải hiểu. Thì thứ nhất là cái đệ nhị luật số 12. Ở đây chúng ta có thể thấy họ chụp thẳng ở trong cái cuốn kinh thánh là anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc anh em sắp trục xuất đã phụng thờ các thần của chúng trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Anh em phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng. Anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu tượng các thần của chúng. Anh em phải vầm nát, anh em phải xóa bỏ tên của chúng khỏi nơi ấy. Đấy, ở đây là một cái hình tượng trưng cho cái bộ luật
Bộ Đệ Nhị Luật mà chúng ta mới vừa đọc qua, bộ Nhị Luật số 12, chương 12, câu 2 tới câu 4. Đấy, quý vị nghe chưa? Ghê gớm chưa? Đấy. Còn cái cũng cái trong cái tinh thần đó mà nó thể hiện trong cái cuốn Phục Truyền Luật Lệ Ký là như thế nào? Rất là dài, rất là nhiều. Chúng tôi xin đọc sơ sơ những cái điều mà nói về những cái đối với các tôn giáo khác mà Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa dạy như thế này. Quý vị nghe nhé, chúng tôi không có phịa đâu. Đây là trong cái cuốn Phục Truyền Luật Lệ Ký. Deuteronomy cũng là Đệ Nhị Luật. Ngoài ra, ngươi không được thờ thần nào khác, ngươi không được làm hình tượng cho mình hay bất cứ tượng thờ nào giống các vật trên trời cao kia hay dưới đất thấp hoặc dưới nước. Ngươi không được thờ lại hay phục vụ bất cứ thần tượng nào, vì ta là Chúa, Thượng Đế các ngươi là Thượng Đế ganh tị. Rồi cái câu, cái chương số 6, 14, câu 14, 15. Đừng thờ lại thần của các dân sống quanh các ngươi, vì Chúa là Thượng Đế, các ngươi là Chúa ganh tị, Ngài hiện diện của các ngươi. Nếu các ngươi thờ các thần khác, Ngài sẽ nổi giận và hủy diệt các ngươi khỏi mặt đất. Đây quý vị đừng có tưởng rằng là tôn giáo nào cũng dạy điều tốt nhé. Đó là tôn giáo là Thiên Chúa, họ tự xưng họ là thần ganh tị. Rồi cái đoạn kế. Đừng cưới hỏi hay gả con gái các ngươi cho con trai chúng. Đừng để cho con trai các ngươi lấy con gái chúng. Nếu các ngươi làm như thế, các dân ấy sẽ làm cho con cái các ngươi bỏ ta, đi thờ thần khác. Rồi Chúa sẽ nổi giận và tiêu diệt các ngươi ngay. Đấy, đó là quý vị biết tại sao mà khi mà họ gả con, họ cứ bắt cái người vợ hay là chồng phải theo họ, chứ họ không có trường hợp ngược lại. Đó là do trong cái kinh thánh của họ dạy như thế đấy. Chứ đừng có tưởng là kinh thánh của họ dạy điều tốt. Đây bây giờ tới cái chương 8. Nếu các ngươi quên Chúa là Thượng Đế mình và đi theo và thờ cúng những thần khác, cúi lại chúng, thì ta cảnh cáo các ngươi rằng các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Như Chúa đã hủy diệt các dân khác giùm các ngươi, Ngài cũng sẽ hủy diệt các ngươi nếu các ngươi không vâng theo lời Ngài. Hãy cẩn thận, kẻo các ngươi bị gạt mà trở lòng phụng sự và bái lại các thần khác. Đó tức là cái Thiên Chúa này luôn luôn là sợ người ta thờ thần khác và rất là ghen tị. Họ ổng xưng là ổng là thần ghen tị nữa, không có giấu được. Thì Ngài sẽ đánh đuổi tất cả mọi dân ra khỏi đất trước các ngươi sẽ vào chiếm lấy xứ của những dân lớn và mạnh hơn các ngươi, hễ nơi nào chân ngươi đạp đến sẽ thuộc về ngươi. Đấy, đấy có phải là dạy ăn cướp không? Chúng tôi không có bịa đặt nhé, đây là lời của Thánh Kinh, ở trong Thánh Kinh. Đó, chứ không có phải là một cái lời nào của chúng tôi cả. Hễ nơi nào chân ngươi đạp đến sẽ thuộc về ngươi. Rồi phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ. Đấy thì quý vị đừng có mong là họ đến họ thắp hương cho vua Hùng. Chớ có mong. Và từ nay quý vị sẽ đừng bao giờ bị họ gạt lần nữa. Đấy. Chúa Cha dạy, nếu người trong gia đình ngươi hoặc bạn bè thân quyến dụ ngươi bỏ Chúa mà theo tôn giáo khác thì phải giết sạch bọn chúng. Đấy. Quý vị có thấy là họ có cái đạo của họ có tí nào gọi là khoan dung hay là thương người như là họ nói hay không? Hãy phụng sự một mình Ngài là Thượng Đế các ngươi mà thôi. Khi anh em một mẹ với ngươi hay là con trai con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết của ngươi giục ngươi một cách mật nhiệm mà rằng ta hãy đi hầu việc cái các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu nghe theo nó, chớ khứng nghe theo nó, mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng thương xót mà che chở cho nó. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó.
trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự phải ném đá cho chết, vì nó tìm thế dục ngươi xa cách Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Đây, quý vị thấy ai là cây cực đoan? Có phải đây là những lời cực đoan hay không? Nếu quý vị nghe họ nói là những người mà chống cái đạo Thiên Chúa này là cực đoan, thì quý vị làm ơn đọc những cái câu này và quý vị xem qua đây là có phải là những lời cực đoan hay là những người chống lại là cực đoan. Đạo này dạy đi giết người như thế này: ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết. Đấy, đấy là những cái câu này là ngay ở trong cái cuốn Phục Truyền Luật Lệ Ký. Nếu người ấy thờ các thần khác hay cúi lại trước chúng, hoặc lại mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, là điều ta nghiêm cấm. Nếu có ai báo cáo với các ngươi việc này, thì ngươi phải tra xét vấn đề cho kỹ càng. Nếu quả thật có chuyện gớm ghiếc như thế trong Israel, thì hãy mang người đàn ông hay đàn bà đã làm điều đó ra cổng thành ném đá cho chết. Quý vị xem, cái nào là cực đoan? Có phải đây là những lời dạy cực đoan hay là sự chống lại là cực đoan? Quý vị nào nghe những người nói là cực đoan thì hãy đọc những cái lời này và hãy so lại tại sao chúng tôi chống những cái điều dạy bất nhân tàn bạo như thế này. Tại sao cái sự chống lại cái sự tàn bạo thì gọi là cực đoan, mà cái những cái lời cực đoan thì lại bao che nói rằng đó là tôn giáo? Mà quý vị có biết tôn giáo của họ là cái gì đâu? Đọc cái này đi, xem có phải như là quý vị nói là tôn giáo nào cũng dạy tốt hay không. Chúa sẽ khiến cho ngươi làm đầu chứ không phải đuôi. Ngươi sẽ ở trên cùng chứ không phải ở dưới chót. Nhưng ngươi phải vâng theo mệnh lệnh Chúa là Thượng Đế ngươi, là mệnh lệnh ta ban cho ngươi hôm nay. Phải cẩn thận, vâng theo. Đừng trái mệnh lệnh gì mà ta truyền dặn ngươi hôm nay. Hãy làm đúng theo mệnh lệnh ta truyền hôm nay. Đừng đi theo và phục vụ các thần khác. Đấy. Họ đi thờ các thần khác và cúi lại các thần mà họ không hề biết. Chúa không cho phép chuyện đó. Cho nên, Ngài nổi giận cùng xứ và mang đến những điều nguyền rủa cho đất và những lời đã được ghi trong sách này. Nhưng nếu ngươi từ bỏ Chúa, không vâng lời Ngài, nếu ngươi bị dẫn dụ cúi lại và thờ các thần khác, thì hôm nay ta cho ngươi biết rằng ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngươi sẽ không sống trong xứ, mà ngươi sẽ băng qua sông Jordan để chiếm làm sản nghiệp. Kính thưa quý vị, cái gì là cực đoan? Những cái lời này là cực đoan hay là những cái sự chống lại là cực đoan? Tại sao quý vị dung dưỡng cho những lời này mà quý vị có thể nghe lời những cái người mà cho rằng chúng tôi cực đoan? Quý vị nghe đi, xem đi. Có phải đây là những cái lời dạy của một tôn giáo cần dung dưỡng, cần bảo vệ hay không? Và cuối cùng là chúng tôi xin xem đây là một bài học cho các quản thủ viên của các ngôi đền của ông cha ta. Đừng có để bị họ đánh lừa. Trên đất nước Việt Nam này, Thiên Chúa giáo đã được quá nhiều sự ưu đãi, nhất là Công giáo La Mã. Vì lý do lịch sử và chính trị, chúng ta không thể nào làm gì hơn. Chúng ta đành phải nuôi dưỡng họ ở bên trong nước. Nhưng mà họ phải biết họ ở trong cái nhà thờ của họ. Họ có những cái nơi mà chính phủ ban cấp cho. Theo thông tin từ ban tôn giáo của chính phủ đó, thì tính đến năm 2021 đó, có khoảng 200 dòng tu, gần 10.000 nhà thờ tính đến năm 2010 thuộc về ba cái giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Lần này cái đại hội giới trẻ tổ chức có sự tham dự của giáo phận Bắc Ninh, giáo phận Vinh, giáo phận Phát Diệm, giáo phận Hà Tĩnh, giáo phận Hưng Hóa có đông đảo các bạn trẻ nhất. Số lượng các bạn trẻ tổng cộng lên tới 6.000, chưa kể những cộng tác viên phục vụ trong các bang. Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 18 này do giáo phận Hưng Hóa đăng cai tổ chức tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, với sự có mặt của giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ
và khoảng 20.000 bạn trẻ đến từ 11 giáo phận trong các tỉnh. Xin nhắc lại là giáo Công giáo Việt Nam có những trung tâm hành hương thật là vĩ đại, thí dụ như ở núi Cúi có thể chứa đến 40-50.000 người như chơi. Tại sao họ không sinh hoạt ở những nơi đó, những nơi mà họ được cấp phép? Tại sao họ cứ đòi chính quyền phải chấp thuận cho họ đi khắp nơi trên đất nước này để họ hóng hách khoe khoang là nước cha trị đến? Đền Hùng là nằm trong khu vực núi Nghĩa Lĩnh, có thể xem là đỉnh đầu của dân tộc Việt Nam. Nơi đây chỉ nên dành để tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, cũng như tôn vinh các giá trị vĩnh hằng của dân tộc ta. Ngoài ra không cho phép bất cứ tổ chức cá nhân nào lợi dụng sự tôn quý và thiêng liêng của tổ tiên ta để quảng bá cho hình ảnh của họ, đặc biệt là Kitô giáo, một tôn giáo ngoại lai đã có lịch sử gần 500 năm đi ngược lại với truyền thống văn hóa và lợi ích dân tộc. Chúng tôi xin tha thiết xin chính quyền để ý đến những cái vấn đề của Thiên Chúa giáo này, không phải là cái vấn đề tự do tôn giáo nữa, mà là vấn đề bảo tồn văn hóa còn là nước ta còn, như bác Trọng đã nói. Mà đây là cái thế lực triệt tiêu văn hóa của ta, thay đổi thần tượng của chúng ta. Đây là vấn đề an ninh của đất nước chứ không phải là vấn đề tôn giáo. Nếu quý vị vấn đề tôn giáo là quý vị về nhà thờ của quý vị, về những cái nơi mà quý vị đã được ban, được cấp cho quý vị làm lễ. Mà nếu mà chúng tôi chống đối đó, thì chúng tôi mới là cực đoan. Còn lần này quý vị đòi đi, hôm trước là đòi đi kiệu thánh giá quanh Hồ Gươm là đã một cái chuyện phản cảm rồi, bây giờ lấn tới đền Hùng. Xin thưa quý vị, chúng tôi không thể nào mà để cho những cái hình ảnh này nó tiếp tục nó lan tỏa theo cái sự méo mó và mất văn hóa, mất cái tự tôn của dân tộc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào quý vị.